bác. Trước khi gửi đôi loa BMB25R này, hàng đặc biệt BAT25 sản xuất tại Nhật, và cho khách hàng quen thuộc của tôi, bác ấy đã mua lần thứ 3 ở Tân Châu, An Giang. Thì tôi test lại một lần nữa, cũng như giới thiệu các bác một mẫu loa BMB25R. Loại này thì lần đầu tiên tôi được bán. Ngày xưa tôi chỉ nói là Nhật có BAT20, nhưng thật ra nó có cả BAT25, nhưng nó rất ít xuất hiện nên là mình không biết. Nhưng mà BAT30 thì nói luôn các bác là nó không có. Cái đôi này nó như là đôi phóng to của đôi 20R, gồm một BAT 25, một tép, tép xoay. Đây, hai way, hai speaker. Hàng này còn nguyên zin hết nhá. Màng là màng giấy, gân là gân lụa, rất mềm mại. Đây, BAT 25 xuất vào Tân Châu, An Giang. Trước khi gửi quay lại một chút, vì đôi loa này lấy về thì hôm đấy tôi cũng rất nhiều người hỏi, thấy tôi đăng lên nhưng mà tôi cũng chả thời gian đăng. Tôi chỉ đăng qua không quay video. Sản xuất tại Nhật Bản, công suất 170W, 8 ohm, 25R. Loa còn khá đẹp. Làm sao cho anh vui, còn ai cho em vui, mặc môi trên đôi môi ôi tuyệt vời. Đêm nay anh biết em thương. Kết hợp với con âm ly Yamaha 430, con này tôi chuẩn bị gửi cho khách ở huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Làm anh ấy làm ở đài phát thanh huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Nghĩa cả hai sản phẩm này đều có người mua. Rất cảm ơn các bác ở xa vì tin tưởng ủng hộ cửa hàng. Nhắc lại, đôi loa tôi bán giá 5,8 triệu đồng. Đôi loa này nó là loa rất hiếm. BAT 20 thì rất nhiều, nhưng mà BAT 25 thì gần như không có, ít lắm, không có xuất hiện. Nhưng mà nếu nhà các bác rộng ấy thì chơi hai đôi BAT 20 còn hay hơn một đôi BAT 25. Mưa rơi, mưa vẫn rơi. Vâng, xin chào các bạn.